Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu Tirot. Đây là một cái sản phẩm dùng để chúng ta nướng các loại thực phẩm. Đây là cái bao bì bên ngoài của sản phẩm này. Sản phẩm này thì có cái model là TS-965. Đây là một cái sản phẩm đến từ Trung Quốc và được nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Tirot. Thực ra sản phẩm Tirot này thì là một nhãn hiệu đến từ Trung Quốc. Thế nhưng mà nó các sản phẩm đồ dùng nhà bếp của nó thì được phân phối và được bày bán rất nhiều tại Việt Nam. Nó cũng là một trong những cái sản phẩm rất là đáng mua. Sau đây thì mình sẽ mở cái bao bì bên trong cho các bạn xem. Bên trong thì sẽ gồm có hai cái miếng nhựa, chỗ để chúng ta có thể hứng luôn cái phần mỡ, nước hoặc những cái thứ rơi rớt của thức ăn ra ngoài. Và đây sẽ là cái phần máy phía bên trong này. Bên trong này thì còn có đi kèm thêm một cái giấy về hướng dẫn sử dụng cũng như là giới thiệu về sản phẩm bằng tiếng nước ngoài. Đây là cái chiếc máy ngày hôm nay mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Phía bên ngoài của máy này thì làm hoàn toàn bằng kim loại các bạn. Thế nhưng cũng đảm bảo cho chúng ta là sẽ không bị giật này. Phần tay cầm này được làm hoàn toàn bằng nhựa, sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta sẽ bị bỏng trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Phía bên trong này thì cả mặt trên lẫn như mặt dưới là hai cái phần mặt nướng có chống dính, và các bạn hoàn toàn có thể tháo rời hai cái phần mặt này ra để có thể vệ sinh dễ dàng hơn. Bên dưới này chúng ta thấy được cái phần bóng nướng của sản phẩm. Khi mà chúng ta cắm điện và sử dụng thì cái phần bóng nướng này sẽ đỏ lên và tạo nhiệt để chúng ta có thể nướng ở trên bề mặt của bếp. Bên này có cái thiết kế rất là thân thiện người dùng ở chỗ là chúng ta có thể tháo tất cả các phần bề mặt nướng này ra để các bạn vệ sinh một cách dễ dàng. Bên này sẽ gồm có hai cái phần nhiệt nướng các bạn. Thanh nhiệt trên và thanh nhiệt dưới thì sẽ có cái phần điều chỉnh to nhỏ của mức nhiệt cũng như có cái đèn báo nhiệt luôn. Phần bên dưới này cũng vậy các bạn, cũng có thanh điều chỉnh và có cả đèn báo. Các bạn cắm điện vào và các bạn điều chỉnh cái phần to nhỏ của thanh nhiệt này thì cái đèn báo này nó sẽ sáng lên. Và khi mà cái nhiệt của chúng ta đã đạt đến cái mức mà chúng ta điều chỉnh thì cái nhiệt này sẽ tự tắt. Và khi nhiệt giảm xuống thì cái máy này nó sẽ lại bật sáng lên để tăng nhiệt độ lên cho chúng ta. Thanh dưới này cũng vậy, khi các bạn điều chỉnh nhiệt độ thì cái đèn nó cũng sẽ báo sáng. Chiếc máy này ngoài việc chúng ta có thể kẹp bánh mì như các hàng quán các bạn có thể dùng, các bạn có thể nướng xúc xích, nướng thịt, nướng các loại rau củ quả. Đây. Các bạn có thể sử dụng nó như là một cái bếp nướng thông thường, nướng tất cả các loại thực phẩm. Chúng ta có thể đặt nó ở trên bàn ăn để có thể vừa ăn đồ nướng và có thể vừa cùng nhâm nhi ly rượu với gia đình. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái sản phẩm này trở thành một cái bếp nướng để chúng ta có thể nướng các loại thực phẩm khác nhau. Các bạn có thể đặt nó ở trên bàn ăn để chúng ta có thể ăn đồ nướng cùng với gia đình luôn được. Khi mà các bạn mở cái phần máy ra thì các bạn sẽ để ý cho mình là hai bên của cái bếp nướng này sẽ có hai cái trục. Thì các bạn chỉ việc nhấc hai cái trục này ra khỏi cái rãnh này và đẩy ra phía sau thôi.
mình sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn để ý là một cái mặt của sản phẩm sẽ có cái đường rãnh xuống như thế này. Các bạn sẽ đặt cái phần miếng nhựa dùng để hứng dầu mỡ xuống cái phần đó. Và mặt bên kia cũng vậy. Các bạn đặt cái phần miếng nhựa vào đây. Như vậy là các bạn hoàn toàn có thể đặt các loại thực phẩm mà chúng ta cần nướng để ăn trở thành một bữa tiệc BBQ. Các bạn điều chỉnh thanh nhiệt này theo tùy sở thích của mình này. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.